Chị ruột ơi, nước rửa vệ sinh em mê quá. Vệ dung dịch vệ sinh phụ nữ phải không Út Quỳnh? Đây, Út Quỳnh là các bạn vô nhìn thấy cái hòm mát của nó thôi là các bạn đã biết cái dòng luxury của chúng tôi. Nó sang, nó xịn, nó mịn như thế nào Út Quỳnh mới mê. Thì cái bé đó các bạn đi vô avatar người ta rồi các bạn hiểu nha. Dòng luxury, chai này tặng không có bán. Chai này 230.000 tặng không có bán. Sốc chưa? Chai này dòng luxury, nhìn cái chai biết mẹ người ta rồi, cái chai nó sang nó xịn. 230.000 Việt Hương tặng không bán, vì nó là dung dịch vệ sinh phụ nữ, rửa cho thơm xịn mịn hồng mềm. Cảm ơn Nguyễn Lân nha. Lân ơi tặng sao cho chị? Lân là cũng là đại gia luôn, vợ em xài cái này rồi, review cho chị. 230.000 chị Việt Hương tặng, vì nó nằm trong cái chai nước hoa đậm đặc vùng kính, phun vô underwear và quần, gọi underwear Việt Hương gọi là lịch sự nhưng mà Việt Nam mình gọi theo tiếng Anh, còn Việt Nam mình gọi là quần lót phụ nữ. Khi phun vô giữ hương 12 tiếng, khi mà mình đi toilet á, mình ngồi xuống mình tự cởi quần để mình đi toilet á, nó bay ra tự mình hửi chứ không phải người khác. Chị Thu Nữ Nguyễn xuất sắc, 590k. Cái này giống như tinh dầu đậm đặc nước hoa đó, chiết xuất đậm đặc từ cánh hồng, 590. Nhưng khi mua chai này automatic được tặng cái chai này. Dạ cái đó là không có đâu nha chị Hồng Quân ơi. Dạ bên tóc tóc, còn bên này nước để vệ sinh thơm quá, ngày hôm sau luôn đó chị, ngày hôm sau vẫn còn thơm. Chị cảm ơn Quỳnh nha. Đây là những nhân vật người ta xài rồi và người ta review. Chai này 230.000, chị Việt Hương tặng không có bán, vì nó dính trong cái bộ được queen. Có bộ queen đó nè, là phụ nữ sẽ thành nữ hoàng của chồng mình, nữ hoàng của bạn tình, nữ hoàng của bạn trai, nữ hoàng của người đàn ông trên giường, là chai này tặng.